Đêm qua, sau 3 giờ bao vây truy tìm, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện nghi can sát hại nữ sinh lớp 11 rồi bỏ trốn trong tình trạng tử vong, bên cạnh khẩu súng, trên đầu có vết thương. Theo đó, thi thể được tìm thấy tại vườn khoai mì thuộc xã Suối Chầu, huyện Long Thành, được cho là nghi can tên Trung, 34 tuổi. Khu vực này cách ngôi nhà anh ta bắn chết nữ sinh khoảng 800 mét. Theo cán bộ điều tra, xác định nghi can, lực lượng chức năng đã phát loa yêu cầu đầu thú, nhưng do địa bàn rộng, nghi can mang theo súng và bắn trả công an xã, nên cảnh sát phải mặc áo chống đạn tiến sâu vào khu vực nghi can ẩn nấp. Trước đó khoảng 18 giờ ngày 11 tháng 8, người dân xã Bình Sơn, huyện Long Thành nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn tại căn nhà ấp 11. Khi mọi người chạy đến, phát hiện người đàn ông cầm súng chạy ra ngoài, còn nữ sinh lớp 11 bị thương nặng ở hai vị trí. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Căn nhà xảy ra án mạng là của bà ngoại thiếu nữ. Theo gia đình nạn nhân, cô gái và người đàn ông này có tình cảm khá lâu. Thời gian gần đây hai người thường xảy ra cãi vã. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.